Bạn đang nghe từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Đàn ông làm ra tiền, muốn có thêm đàn bà. Chứ đàn bà làm ra tiền, thì chẳng cần người đàn ông nào cả. Bởi vậy mới có câu, đàn ông giàu cái là đổi vợ. Lúc còn nghèo khổ, người đàn ông mở miệng là hứa hẹn. Sau này giàu có, sẽ yêu thương người vợ tàu khang của mình. Hứa sẽ bù đắp cho cuộc sống sung sướng. Đàn ông nhiều tiền để làm gì? Đó là để có thêm đàn bà ở bên cạnh mình. Đây chính là tư tưởng của rất nhiều người đàn ông. Nghĩ cũng lạ, đàn ông mặc đồ chỉn chu, sang trọng, ngồi nhậu nhẹt với nhau, rồi kể toàn chuyện trốn vợ đi ngoại tình. Họ không xấu hổ, không thấy có lỗi, mà còn hả hê khi lên giường được với nhiều cô gái đẹp mà vợ vẫn tin tưởng họ. Vậy xin hỏi đàn ông, những bữa cơm các anh ăn là ai nấu? Quần áo thơm tho là phẳng phiu cho anh mặc là ai? Ai là người thay các anh ở nhà chăm sóc gia đình, nội trợ, con cái? Những người đàn ông từ một lần phá sản phải cậy dựa vào vợ suốt mấy năm dài, liệu nhân tình có thể bên các anh khi anh trắng tay? Hay người đàn ông giàu sang có cô vợ đơn thuần hết lòng tin tưởng anh ấy, liệu rằng nhân tình có tốt bằng vợ? Rất nhiều người đàn bà muốn vạch mặt, muốn hỏi vì sao chồng lại ngoại tình. Nhưng rồi sau cùng, họ chẳng quan tâm nữa. Đơn giản, nếu có dặn chồng: anh đừng phản bội mẹ con em nhé. Đừng mang hạnh phúc gia đình ra bán rẻ bằng vài phút thăng hoa trên giường. Vậy nhưng, có dặn thì đổ xuống sông xuống biển hết cả mà thôi. Đàn ông ấy mà, đã chung tình thì không cần vợ dặn cũng sẽ tự giác chung thủy. Còn đàn ông đã muốn ngoại tình thì sẽ làm đủ mọi cách để ngoại tình. Bởi đàn ông một khi có tiền, nhiều tiền thì họ ham muốn nhiều thứ lắm, kể cả là đàn bà. Họ nghĩ sức mạnh của đồng tiền có thể cho họ quyền có thêm dục vọng và sở hữu. Họ trở thành những kẻ luôn thay đổi lộ trình để theo đuổi những gì mình muốn. Thì phút chốc cũng muốn thay đổi người phụ nữ cạnh bên như một thói quen mà thôi. Bởi vậy mới có câu, đàn ông giàu cái là đổi vợ. Lúc còn nghèo khổ, người đàn ông mở miệng là hứa hẹn. Sau này giàu có, sẽ yêu thương người vợ tàu khang của mình, hứa sẽ bù đắp cho cuộc sống sung sướng. Nhưng mà khi giàu thì quên hết mọi thứ. Giàu rồi chê người vợ bên cạnh mình xấu xí, quê mùa, chê vợ không xứng đáng. Lúc đàn ông ham nhục dục bên ngoài thì họ coi thường vợ. Không phải nói tất cả đàn ông có tiền đều bội bạc, phản bội vợ con. Nhưng đồng tiền chính là thứ khiến cho đàn ông có nhiều cơ hội để ngoại tình. Những năm tháng vợ cùng họ đi lên từ hai bàn tay trắng, chẳng bằng tấm thân nõn nà bố dâng hiến cho trong nhà nghỉ. Thanh xuân vợ dành cho chồng con đâu thể so sánh bằng nhan sắc mấy cô bồ của chồng được nữa. Lúc đó, đàn ông tự cho mình cái quyền được đi ngủ với gái đẹp, được quyền làm tổn thương vợ. Nhưng mấy người đàn ông hiểu được, nhân tình họ mua được khi có tiền không bao giờ bằng chân tình họ có được cùng vợ lúc nghèo khó. Đàn ông nhiều tiền là thế, nhưng đàn bà nhiều tiền lại hoàn toàn khác. Người ta vẫn thường thấy rõ đàn bà hết lòng hy sinh vì chồng một cách mù quáng. Tưởng bị phản bội cũng sẽ cam chịu. Nhưng không, đàn bà khi yêu thì yêu điên cuồng, nhưng khi biết mình bị phản bội thì họ lạnh lùng vô cùng. Ai nói đàn bà không kiếm ra tiền? Họ còn kiếm giỏi hơn đàn ông. Chẳng qua đàn bà chịu hy sinh ở phía sau hậu thuẫn cho chồng mà thôi. Chứ đàn bà kiếm tiền rồi thì lại càng hạnh phúc hơn. Khi một người đàn bà bắt đầu biết tiền quan trọng như một sự an toàn, họ trở nên độc lập và kiên cường hơn bao giờ hết. Họ bắt đầu có điểm tựa riêng, có nền tảng cho những hạnh phúc ngoài đàn ông. Tiền mới chính là thứ an toàn nhất dành cho phụ nữ. Có tiền thì mới trở thành người phụ nữ độc lập. Lúc đó, càng nhiều tiền, phụ nữ càng tự hưởng thụ cuộc sống của mình mà không phụ thuộc vào ai. Bởi vậy nên đàn bà, càng nhiều tiền thì họ chẳng cần đàn ông nữa. Vì tiền sẽ không bao giờ phản bội lại đàn bà, còn đàn ông thì lại vô số lần. Sự độc lập tài chính là một sức mạnh của đàn bà, cũng là tấm màng bảo vệ họ khỏi tổn thương của đàn ông có thể gây ra. Bởi vậy là phận đàn bà, muốn sung sướng thì hãy tự kiếm tiền. Đừng đợi lấy chồng giàu rồi ngửa tay xin tiền anh ta. Ở đời làm sao biết được người đàn ông có chung thủy với mình mãi hay không? Cứ ở nhà nội trợ rồi tới khi bị phản bội, vạch túi không có một xu,
thì lúc đó mới ân hận tột cùng đấy, đàn bà ạ. Đàn bà lấy chồng vừa phải phục vụ chồng, nhẫn nhịn những tật xấu của chồng, lại vừa phải gánh thêm nhà chồng đến chịu nặng hai vai. Vậy thì chẳng có lý do gì để phải nhẫn nhịn chịu đựng gã đàn ông phản bội mình cả. Đàn ông phản bội lần đầu thì sẽ có lần sau. Chẳng bao giờ có thể hy vọng anh ta sẽ vì mình mà thay đổi được đâu. Hãy kiêu hãnh và đừng bao giờ cúi đầu, đàn bà ạ. Bởi sau tất cả, đàn bà có quyền lựa chọn đàn ông, chứ không phải đến để đàn ông lựa chọn. Hợp, hiểu, cần. Tới khi không cần, cũng chẳng còn tình yêu. Và nếu không có tình yêu, đàn bà đừng cố giữ lại cho mất thì giờ và phí hoài công sức. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha. Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!